Ok, tới nơi rồi các bạn ơi. Cái này nặng lắm nhé, cẩn thận đấy. Dỡ đi tôi đè lại cái này nha. Xăng đi tống lấy xăng ta. Chưa rồi xăng tét luôn đó. Gì? Xăng tét luôn. Biết có nha. Bây giờ đầu tiên mình thay một cái. Là mình thay bằng cái chai nhựa kèm theo đấy ha. Dạ. Còn sau là mình mua ngoài vẫn có. Tôi tưởng đâu là cái chai nhựa nó để bôi trên nhưng mấy cái bộ phận của tại vì thấy đồng sao này tới đồng có dạng nước manh cũng biết pin mình đem lên mình xài sao đâu phải. Gọi ra đó lấy. Có mình. Còn nếu mà không có về tiện đường đó thì gửi đây cũng được hả? Nếu tiện đường đó thì anh em ta khỏi chạy đi. Dạ. Thì có gì con chạy ngang cầu T6 rồi con gọi. Dạ. Mình nhờ chú nói một tháng. Cái để giờ để chú ra cũng cần chú. Không có số điện đó không? Dạ không.
báo này cái đọc rồi đây á. Ừ. Còn giống như cục pin đó, khi nó đây cái là cái tự nhiên cái máy nổ mình á, nó kêu nhẹ lại cái là mình biết rồi. Ừ. Là khi rút ra có tặng cần tắt cục pin không? Tắt chứ. Yeah. Tắt rồi nó có mình làm. Một bịch 8 cái hả? Bịch 8 cái. Thì một 8 cái này là 8 cái bổ sung ấy nè, đòi hỏi bác già, bác ấy mà không có nè. Xanh. Xanh. Xanh thay vô rồi nè. Ừ. Thì định vị này của hãng con tôi nó biết bên này bên công ty cũng có yêu cầu cái định vị này nè. Thì là chuyển của anh rồi đó phải không? Nó cấp cái liên quan công an tham gia rồi.